có hai chị em dâu tên là Lan và Hoa. Hai chị em có những sự mâu thuẫn rất là đặc biệt. Mỗi người có một phong cách sống, một phong cách làm việc khác nhau. Hai người luôn tỏ ra mâu thuẫn ngay từ những công việc nhỏ trong gia đình và những lời ăn tiếng nói. Vậy thì nhân vật của chúng ta trong câu chuyện ngày hôm nay, họ sẽ dùng cách gì và làm thế nào để có thể hóa giải những sự mâu thuẫn đó? Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Trong một gia đình ba thế hệ, có hai chị em dâu là Lan và Hoa. Cả hai sống chung dưới một mái nhà với bố mẹ chồng, tạo nên một gia đình đông đúc và phức tạp. Tuy nhiên, mặc dù bề ngoài tỏ ra hòa thuận, giữa Lan và Hoa luôn tồn tại một mâu thuẫn sâu sắc. Lan là vợ của người anh cả, tính tình điềm đạm và hiền lành. Cô luôn cố gắng chăm sóc gia đình và làm tròn bổn phận của mình. Ngược lại, Hoa là vợ của người em út, trẻ trung và hiện đại. Cô có tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn và thường không ngại bày tỏ quan điểm của mình. Mâu thuẫn giữa hai chị em dâu bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Lan thường dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, còn Hoa lại thích ngủ muộn và thường không tham gia vào việc bếp núc. Một hôm, khi Lan chuẩn bị xong bữa sáng, Hoa từ trên phòng bước xuống, lướt qua bàn ăn rồi nói: "Chị Lan nấu ăn kiểu này sao mà hợp khẩu vị được? Chị thử nghĩ đến khẩu vị của người khác một chút đi." Lan im lặng không đáp, nhưng trong lòng cảm thấy bị tổn thương. Cô nghĩ, mình đã bỏ bao công sức, thức dậy sớm chuẩn bị cho cả nhà, vậy mà Hoa lại không hề trân trọng. Cô ấy chẳng biết đến cảm giác của mình. Không chỉ dừng lại ở bữa ăn, mọi thứ càng trở nên căng thẳng khi cả hai phải cùng nhau chăm sóc bố mẹ chồng già yếu. Lan cẩn thận chăm sóc từng chút một, từ việc nấu nướng cho đến vệ sinh cá nhân cho bố mẹ chồng. Trong khi đó, Hoa lại cho rằng việc thuê người giúp việc là cách giải quyết tốt nhất, giúp cô có thêm thời gian cho bản thân và công việc. Hoa nói với Lan: "Thời đại này, ai còn làm mấy việc này nữa? Chị cứ việc thuê người, nhẹ nhàng cho cả đôi bên." Lan cảm thấy Hoa coi thường những nỗ lực của cô. Cô nghĩ rằng Hoa chỉ biết nghĩ đến bản thân, không hề quan tâm đến giá trị gia đình và lòng hiếu thảo. Trong khi đó, Hoa lại thấy Lan quá cổ hủ, bảo thủ, không chịu thay đổi để làm cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Mâu thuẫn cứ thế âm ỉ, lớn dần theo thời gian. Một ngày, khi bố chồng bị bệnh nặng, cả hai buộc phải hợp tác chăm sóc. Nhưng thay vì cùng nhau, họ lại tranh cãi về cách chăm sóc ông. Lan muốn tuân theo những bài thuốc truyền thống mà mẹ chồng để lại, còn Hoa thì nhất quyết đưa bố chồng đến bệnh viện để được điều trị theo y học hiện đại. Lời qua tiếng lại, cả hai không ai chịu nhường ai, khiến không khí gia đình càng thêm căng thẳng. Cuối cùng, bố chồng yếu dần và qua đời. Sự mất mát này khiến cả hai chị em dâu đều phải suy nghĩ lại. Trong đám tang, nhìn nhau qua những giọt nước mắt, họ nhận ra rằng, dù có khác biệt thế nào, họ vẫn là một phần của gia đình này. Những tranh cãi, xung đột không chỉ làm tổn thương họ, mà còn làm tổn thương những người mà họ yêu thương. Lan và Hoa quyết định ngồi lại nói chuyện, lắng nghe và thấu hiểu nhau hơn. Dù mâu thuẫn không thể xóa bỏ hoàn toàn, nhưng họ học được cách chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt của nhau, cùng nhau tạo nên sự hòa hợp trong gia đình ba thế hệ này.